Học viện Âm nhạc Quốc gia nói gì về kết quả xử lý đơn giải trình của Hồ Hoài Anh? Nghệ sĩ ưu tú Cồ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ với báo Tiền Phong, nhà trường đã họp và có hình thức kỷ luật đối với giảng viên Hồ Hoài Anh. Về những thông tin khác, ông Cồ Huy Hùng cho biết trong thời gian tới, học viện sẽ có những thông tin chính thức. Phòng tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trả lời về nội dung này như sau. Hiện tại, giảng viên Hồ Hoài Anh đã nộp đơn giải trình cho nhà trường. Còn về hướng giải quyết, ban giám đốc học viện chưa có chỉ đạo về việc nộp cho bộ, ban ngành để báo cáo. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, ngay khi sự việc lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Nha, lãnh đạo học viện đã tạm dừng công tác của Hồ Hoài Anh. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh về nước sau hơn một tháng mắc kẹt ở Tây Ban Nha, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Tây Ban Nha để điều tra làm rõ vụ việc. Vào ngày 17 tháng 8, Nhà hát kịch Hà Nội đã có thông báo chính thức với báo chí về việc giải trình diễn viên Hồng Đăng. Sau khi nhận được bản tương trình của diễn viên Hồng Đăng, Nhà hát kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.